lại với kênh Quyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nha cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp một anh khá là đặc biệt. Anh muốn tìm cho mình một nửa yêu thương, nhưng mà anh này đều đòi hỏi điều kiện hơi cao đó cả nhà. Là cô vợ của anh thì sẽ không đi làm, chỉ dành thời gian đi du lịch và hưởng thụ với anh thôi. Nào mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh ấy nha. Dạ em chào anh ha. Chào chị, chào tất cả mọi người. Chúc cho tất cả mọi người trên mạng của chị đều an vui và khỏe mạnh. Dạ, anh có thể cho em biết anh tên gì không anh? Tôi tên là Nguyễn Trung Lai, tên Mỹ của tôi là Charles Nguyễn. Dạ, hiện tại là anh đang sinh sống ở tiểu bang nào? Tôi đang ở tiểu bang Oklahoma, Oklahoma City. Dạ. Anh có thể cho em biết sơ về lý lịch bản thân anh. Ok. Tôi năm nay 64 tuổi. Tôi đã về hưu được 10 năm rồi. Thì trong vòng 10 năm này thì cũng bận rộn lắm. Con cái thì có 3 đứa và đều lớn hết rồi. Tôi về hưu là có thể ta hỏi tại sao có 55 tuổi để về hưu, tại vì tôi về hưu là cái chuyện của service, tôi làm việc cho DOD, Department of Defense. Khi mà 30 năm thì sẽ được về hưu, mà cũng có thể làm rất là nhiều năm nữa, nhưng mà tôi đã choose 30 năm đủ rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Có 30 năm là cũng nhiều rồi phải không? Không nhiều rồi, hồi xưa cũng đi làm sớm, không phải 30 năm và phải 55 tuổi mới được. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi hồi xưa anh làm trong ngành gì vậy anh? Tôi là kỹ sư cơ khí, tôi làm cho Department US Air Force. Rồi tôi làm thì nhiều chuyện làm, cũng như là nhiều cái phân khoa lắm, nhưng mà cuối cùng cái 10 năm cuối của tôi thì tôi được assign vô là kỹ sư trưởng của trường trường đại học về quân sự, ngành không quân ở tại Colorado. Cái trường này mà thí dụ như là tiếng Mỹ sẽ là gọi là United States Air Force Academy. Nó tương tự như là thường thường những cô có thể nghe thí dụ như là West Point hay là Naval Academy. Thì tôi là làm cho UFASA, United States Air Force Academy. Tôi làm 10 năm cuối cùng của career tôi là kỹ sư trưởng. Tôi responsible for tất cả các aircraft của cái trường này. Đại học quân sự ở Mỹ thì rất là danh tiếng. Cô biết làm thế nào để cho một người mà học sinh có thể qualify để mà vào trường này không? Dạ. Cô có biết cái requirement không? Dạ, em cũng không rành lắm, anh có thể cho em biết sơ một chút. Ok. Dạ. Một người học sinh của high school nữa muốn nộp đơn để vào những trường đại học quân sự này thì đây là những cái những học sinh mà gọi là mình có thể nói là con cưng của quốc gia, những học sinh rất là ưu tú của quốc gia. Đây là những người này thường thường là học rất là giỏi, họ có thể là thủ khoa của những cái trường high school trong cái tỉnh họ. Họ phải có cái tinh thần chỉ huy và làm rất là nhiều cái việc thiện nguyện, và cùng lúc đó họ phải được hai người US Senator, tức là current US Senator của cái tiểu bang họ để mà giới thiệu họ vào. Yeah. Thì đây là cục cân của quốc gia đó của mình đó. Yeah. Thì mặc dù là một cái trường mà là đại học thôi, nhưng mà thường thường là cầm đầu của viện trưởng của viện đại học là một ông trung tướng của quân lực US Air Force. Dạ.
Rồi thời gian mà anh làm thầy giáo, anh làm này giống như là thầy giáo ở trong trường đó phải không? Không, tôi không phải là thầy giáo cô, tôi là kỹ sư chuyên nghiệp, tôi là kỹ sư trưởng. Tất cả ở trường này là trường dạy về phi công, những sinh viên này được đào tạo phi công và họ nó là một cái trường đại học, như là một trường đại học nhưng nó huấn luyện về quân sự. Đây là những trường đại học có thể tương đương với những trường MIT, Harvard, John Hopkins, Stanford. Đây là những trường đại học rất là nổi tiếng chứ không phải là thường. Thì tôi chuyên nghiệp thì đây là trường đại học huấn luyện về phi công, trên đó có 40-50 cái máy bay lận. Thì tất cả những cái máy bay đó là đều là tôi là responsible for tất cả những cái máy bay đó. Những chuyện hư hại hay là trục trặc về máy bay hay là những học sinh bay đó thì họ có những cái question gì đó phải không? Thì tôi là người chịu trách nhiệm hết tất cả. Giống như là anh chịu máy móc về máy bay để cho những người học sinh đó tập lái đúng không? Dạ, đúng rồi con. Chứ thật ra tôi không có dạy. Hồi nãy em tưởng là anh là thầy dạy lái phi công cho những học sinh đó. Thầy dạy thì tức là có những đại úy là có những huấn luyện viên mà họ cấp học có cao hơn, thường thường trung úy, đại úy. Còn đây là những cadet, đây là những người đang học rồi. Thì sau khi mà học 2 năm thì họ ra được cái chức là thiếu úy. Thì dùng một cái trường tương tự ở Việt Nam là trường ở trên Đà Lạt hoặc là trường đại học trường gì đó. Ở Việt Nam mình thời trước 75 thì cũng có cái trường. Nếu mà học sinh mà hình như là tú tài 1 thì họ sẽ vô Thủ Đức, còn học sinh tú tài 2 hay tú tài toàn phần thì sẽ vô trường trường Võ Bị ở Đà Lạt. Trường Võ Bị Đà Lạt thì tức là những người sinh viên ra trường này họ cũng có chức vụ là chuẩn úy, cũng như là bên chuẩn úy, nhưng mà họ sẽ là người được lên tướng. Còn trường mà huấn luyện ở bên trường huấn luyện, một trường huấn luyện của quân sự nữa, thì họ là thường thường họ là như là tú tài màu thì họ chỉ được lên cấp tá thôi. Còn trường Võ Bị Đà Lạt thì những người này nếu mà ở lâu sẽ họ được lên được cấp tướng nữa. Thì những cái tướng lãnh ở Mỹ thì thường phải ra những cái trường này. Anh chỉ làm ở một chỗ đó là 30 năm luôn đó hả? Không, cái này là cái 10 năm cuối của tôi được là thăng chức ở đây. Còn nhưng mà cũng là 30 năm thôi. Total service của tôi cho United States Air Force cũng là 30 năm. Và trong Air Force thì nó có rất là nhiều phân khoa, ví dụ như là về sửa máy bay gọi là Air Logistics, xong rồi nhiều lắm không? Air Force nó là cái umbrella rất là lớn, trong đó sửa máy bay, rồi dạy học, xong rồi dạy phi công, rồi đủ thứ hết. Chia ra rất là nhiều khâu khác nhau, nhưng mà em nghĩ ở trong chỗ anh làm chắc ít người Việt lắm hả? Thì cái trường đại học đó chỉ có tôi là người Việt Nam thôi con. Có một anh người Việt Nam thôi. Đúng rồi, toàn bộ là những kỹ sư mà dưới quyền tôi là toàn là kỹ sư người Mỹ hết. Dưới quyền anh đó là có bao nhiêu kỹ sư nữa? Thì nhiều lắm cô, cũng có nhiều cái office riêng biệt. Thì mỗi năm thì tức là cái trường này sẽ có những cái mỗi 4-5 năm trường này sẽ có những cái contract lớn để mà maintenance những cái máy bay này. Thì nó có những hãng lớn, thí dụ Boeing, Lockheed, những lớn ở nước Mỹ, họ sẽ đấu thầu để mà sửa sang cái máy bay này. Thì tất cả vấn đề mà technical của những cái hãng đó thì những kỹ sư của hãng đó thường thường họ có cái gì mà muốn hỏi về trường hay là vẫn hỏi những cái requirement của cái trường đại học này thì họ đều lại trở về lại tôi hết, tôi phải liên lạc mới giải quyết cái đó. Thời anh qua Mỹ là anh đi diễn gì qua Mỹ anh? Tôi đi qua biển năm 1975 con, tôi đi như là vượt biên. Anh đi vượt biên qua hả? Qua đây thì có làm đơn bảo lãnh mà thời 75-76 rất là lộn xộn, thì chỉ có làm đơn bảo lãnh theo cái diện mà Catholic thôi,
thì đây là họ chỉ có làm đơn mình, xong họ gửi qua bên Bangkok, qua bên Thái Lan để mình nằm đó thôi, để bảo dưỡng bệnh nhân đạo, nhưng mà nhất định là sẽ không thành công. Sau khi mà được quốc tịch Mỹ thì tôi là turn những cái hồ sơ này officially vô immigration. Thì năm 1996 tôi bảo trở được toàn bộ gia đình qua đây, có cha mẹ anh em rồi tới 8-9 người lớn và mấy chục đứa nhỏ luôn. Và anh bảo lãnh gia đình qua sớm ghê luôn ha. Làm đơn từ năm 1981 mà con, giờ cũng phải mười mấy năm là mới được. Dạ. Mình nhắc là mình là thời lúc mà lúc mà anh đi vượt biên đó là anh bao nhiêu tuổi? 19 tuổi con. 19 tuổi là qua đây anh đi tiếp tục đi học đó hả? Dạ đúng rồi con. Đó không thì qua đây thì qua đây tháng 8 của năm 1975 thì qua đây thì đi làm. Đi làm thì cũng đi làm bồi bàn rồi xong rồi rồi đi làm busboy, làm busboy xong rồi đi làm những lúc năm đầu thì hơi buồn thì đi làm hai việc. Ví dụ như là buổi chiều đó thì từ 4 giờ tới 12 giờ 11 giờ đêm thì làm chạy bàn đó có của một cái country club. Xong rồi từ 12 giờ đêm tới 8 giờ sáng thì đi làm thời gian. 8 giờ sáng thì 10 giờ ngủ 1-2 tiếng xong rồi đi học. Mà lúc đó thì người Mỹ họ chưa biết mình đúng không? Họ hỏi tôi là Việt Nam tôi học gì? Tôi nói tôi học trường kỹ thuật. Thì ta lại hiểu làm là trường kỹ thuật là trường Vortech đó. Thì chắc là cái thằng nhỏ nó dở đúng không? Mà đâu, họ đâu biết trường kỹ thuật là cái trường mà phải trường chuyên, phải gì đó. Phải cũng như là làm đơn xong rồi thi mới vào được. Thì họ nghĩ là nếu mà hay nhất á thì sẽ cho tôi học lớp 8. Tại lớp 8 là lớp đó rất là nhiều ngữ vựng đó. Thì tôi học lớp 8 được khoảng chừng 6 tháng năm tới rồi, xong mà kỳ quá. Cái mộng mình là từ Việt Nam mình học trường kỹ thuật, tức là hầu hết những sinh viên những học sinh kỹ thuật đều mơ mộng để mà vô Phú Thọ. Tôi học ở Nha Trang đều mơ mộng vô Phú Thọ để học trường Phú Thọ, tức là Đại học Bách Khoa để làm kỹ sư. Mộng mình thì lúc bé là muốn làm kỹ sư mà không biết làm như thế nào. Bây giờ trở lại qua đại học lớp 8 thì hơi buồn. Sau đó tôi nghĩ làm thứ hai cũng cực quá. Tại vì làm hai việc, một việc 8 tiếng, hai việc 16 tiếng. Thì về cũng bệnh hoạn dữ lắm, không về thì rồi bắt đầu chuyển job rồi cũng hơi vất vả. Một phần á thì còn nhỏ tuổi không thì cũng nhớ gia đình. Nhớ dữ lắm chứ phải không? Dạ đúng rồi. Nhớ ghê lắm, mà cái tỉnh tôi thì không có ai. Tỉnh tôi không có ai hết. Thì nhớ gia đình lắm. Cũng có lần nhớ quá mà xưa suýt nữa đánh mất cái mạng sống này. Nhưng mà cũng qua lâu. Dạ. Sao vậy anh, sao mà nhớ gia đình mà xích mất mạng sống là sao vậy? Có cần thiết đó, cái điểm yếu có cần thiết thì buồn quá thì nhiều khi mình tự tử. Có suy nghĩ tiêu cực đó luôn hả? Well, nó đưa cho bệnh viện xúc ruột rồi con chứ. Do không có suy nghĩ, nó sẽ hành động rất là ngu dại. Tại vì một mình mới qua thời đó, thời anh qua là bên Mỹ là đâu có người Việt phải không? Đúng rồi con, năm 1975 cả thành phố tôi không có người Việt. Sau này đi hội chợ có gặp một cái gia đình người Việt kia thì mừng lắm, quen họ xong rồi dần dần họ cho ăn cái tô mì gói, trời ơi trời tuyệt ngon. 2-3 năm rồi bình tĩnh quen rồi kia thì bắt đầu Việt Nam tới, thì lúc đó tiếng Anh tôi cũng tương đối khá không? Tôi chuyên môn là đưa ta đi tới xin welfare phút em đó, tôi là nghề chuyện đó. Rất là giỏi chuyện đó. Để mà ai tới tỉnh này thì kiếm like đó, nó biết cái giấy tờ dữ lắm, nó dẫn đi xin phút đêm tôi lắm đó. Qua năm rồi, 40 năm rồi. Dạ. Tình trạng hôn nhân gia đình của anh như thế nào? Tôi là gì, 16 năm nay rồi. Sau nó là có 3 đứa con, nó lớn hết rồi. Thì hai vợ chồng này cũng không có hết chuyện hết nợ, nhưng mà vẫn giữ mối quan hệ rất là tốt, cũng thường gọi điện thoại nói chuyện về mấy đứa con.
phần đông cái chuyện mà nuôi con là nuôi con, lo cho nó đi học nữa đồ, học phí học đồ là phần của tôi. Rồi bà xã của anh là anh cưới ở đây hay là anh cưới ở Việt Nam quá? Tôi cưới ở đây rồi. Dạ. Dạ. Bà xã anh làm công việc gì anh? Ờ, bà xã tôi à, bà xã tôi cũng là kỹ sư, cũng về hưu rồi. Về hưu được cũng là 6 năm rồi. 8 năm rồi chắc. Dạ. Thì chuyện đó thì cũng đã qua rồi. Dạ. Bây giờ thì mình đang lo chuyện cũng mới của mình. Đời sống của tôi thì giản dị lắm, không có gì gọi là thường thì ngày thức dậy thì lo ăn sáng rồi coi chương trình National News, xong rồi sửa soạn vệ sinh, xong rồi đi bơi gặp sức khỏe. Là bơi mỗi ngày đúng không? Cho nên em thấy cái body của anh nó rất là rất là chuẩn tâm. Đúng rồi, tôi bơi mỗi ngày, thường một ngày tôi bơi khoảng chừng trung bình khoảng chừng 3 tiếng, bơi khoảng chừng 4 cây số. Dạ. Bơi rất là nhiều. Thì thí dụ mà gặp ai mà người đó mà biết chăm lo sức khỏe thì rất là tốt. Dạ. Thí dụ như có thể là đi tập thể dục cùng với tôi. Dạ. Anh mà sau khi nghỉ hưu rồi á, về nhà anh có làm việc gì thêm không? Tại vì tuổi anh nghỉ hưu là còn trẻ quá. Ồ, bận lắm con, bận nhiều chuyện lên trên lắm. Nhưng mà thích, ví dụ như là tập thể dục, bơi, rồi xong rồi chiều về nghỉ coi na, xuống nó níu, xong rồi lại quay trên nhà. Thì có cái chuyện tắc cười là ví dụ như là lâu lắm rồi, đang ngồi sửa xe, có thằng nhỏ Mỹ đó, ở bên đây, ở khúc này đó cũng hơi trong con nít. Có anh này, anh dắt cái xe mà anh khóc bù lu bù la, hỏi sao cháu khóc vậy? Cái xe nổ lớp rồi, xe ba má nó la. Ây da, mình nghĩ ok thôi được, ở đây tôi sửa cho. Rồi mình chạy ra mua mà, rồi mua lớp xe, rồi mua vỏ xe về thay cho nó. Rồi có một đôi thành hai, đến tuần cũng phải có hai ba đứa chạy qua nhờ căng dây xích, nhờ làm này làm nọ. Thì cũng bận cái tụi nhỏ lắm. Rồi con hôm nó ngồi sửa xe, cắt cỏ đó con. Yeah. Thì con không biết đâu, con chạy ngang qua. Ông cũng có cái chân, ông để cái máy cắt cỏ ông đó. Ông chạy ngang qua, ông tốt là ông đồng quen, hỏi anh biết sửa không? Thì tôi cũng mò mẫn cho tôi cũng đâu biết. Anh coi giùm này xíu nha. Rồi cái máy anh bất tin mà. Dạ, tôi bị giận đời. Mới mua mà nó 2 năm rồi nó đã hư. Bây giờ gọi ra tiệm sửa nó đòi 100, 200, 150, 200 nó mới sửa. Nói thôi được rồi, đem xuống đi. Đem xuống thì tôi lay quay 15 nửa tiếng phút rồi tôi sửa được liền. Rồi đó thì bắt đầu là thôi, cái người trong xóm có hư cái gara hay là thùng nước bị lủng, hoặc là nhất là máy lạnh máy nóng, cái Oklahoma nó nóng lắm. Thì họ nhờ sửa máy lạnh máy nóng. Tôi thích làm mấy chuyện technical, như sửa máy lạnh máy nóng tôi rất là thích. Tôi có rất nhiều đó là tiền công á, gọi mắc ghê lắm. Dạ, đúng rồi. Sửa ta đã cũng thích. Dạ. Rồi anh hiện tại là con cái của anh có sống chung với anh không hay là sống riêng? Có hai thằng boy, một thằng lớn ở bên Sacramento, California. Thằng nhỏ thì nó ở Oklahoma, thằng lớn chưa có vợ, thằng nhỏ thì nó ở đây nó có vợ rồi. Còn con bé thì nó hồi đó nó cũng học ở California, nó trở về đây nó học rồi. Thì còn năm nữa, nó học bên đó 4 năm, xong nó trở về để học. Còn năm nữa ra trường. Thì khi mà tôi có mua căn nhà gần cái trường đó đó, cái trường đại học mà nó học 4 năm cuối đó. Yeah. Tôi có mua đó, thì thằng lớn nó xuống nó học, rồi ra trường, rồi đi residency, rồi đi làm. Thằng nhỏ vô đó, học 4 năm cuối của đại học, y, xong ra trường, xong đi residency. Con bé này đi học ở bên Stanford, California, rồi trở về đây, được trường nhận, rồi cũng ở trong nhà đó. Thì nó còn 1 năm nữa ra trường thôi. Yeah. Thì đó, cái trường nó gần sát trường, nó có thể đi bộ được. Yeah. Giống tôi như là anh ở một,
giống như là anh ở một cái nhà riêng, rồi anh mua một cái nhà riêng cho con anh ở đi học. Dạ, là mấy đứa đó là mấy đứa con của anh là không có ở chung với anh, ở riêng hết. Đúng rồi con. Đúng rồi, tại vì nó lớn rồi, một đứa thì 35, hiện tại nó 37 chứ, hiện tại nó ở bên Sacramento, nó đang làm, đi làm bên đó. Còn một đứa thì là 31, 32, nó có vợ thì nó đi làm đi đào thao á. Còn đứa bé thì nó ở sát bên trường, còn năm nữa ra trường, và năm nữa nó cũng lập gia đình luôn. Chồng nó thì đang làm cho Google. Từ bây giờ nó đang tìm đường nó trở về Cali nó residency. Anh rồi nhà của anh nói chắc anh mua lâu lắm rồi hả? Oh yes, mua lâu lắm rồi. Bây giờ là tôi mua lâu rồi con. Đây, đây, wow, tôi đang ngồi ở cái office của tôi. Đây nhà tôi, nếu mà tôi bật cửa qua thì tôi sẽ thấy. Yeah. Và đẹp. Có thấy được không? Dạ, yeah, đẹp quá ha. Trang trí rất là đẹp ha. Vậy đó. Thí dụ như là đây là xin lỗi nha. Dạ. Bên đi từ từ cho tôi cô xin nhấc đầu. Hiện nay đây là cái chỗ mà tôi nhất thích nhất. Dạ. Cô thấy không? Anh là đạo gì? Đây, tôi là đạo Phật. Anh đạo Phật. Dạ. Ok. Anh ở nhà một mình anh gì đó rồi anh có cho ai xem phòng không? Chắc không đâu hả? Không, không. Tôi cũng mới dọn về nhà này thôi. Mới dọn nhà này được 6 năm. Hồi xưa có cái nhà. Hồi xưa có nhà mà ở chung với con đó. Thấy cái nhà bị con đi hết rồi. Ở đó thì cũng thấy kỷ niệm nhiều quá. Mà tương đối nó cũng hơi lớn. Thành tự thôi thấy thừa quá đi. Tự dọn về cái này cho nhỏ nhỏ xíu. Dạ đúng rồi, nếu mà ở một mình, ở lớn quá thì nó không cũng mệt nữa. Thứ hai nữa, nhiều khi mình cảm thấy một xíu có lẽ như là selfish không? Nhà thì quá lớn, mà ở có một mình, cảm thấy nhiều khi có nhiều người không có nhà, thôi dọn về khu sâu sâu cho nó nhẹ, cho nó đỡ hoặc là đỡ quét dọn. Dạ đúng rồi. Dạ, nhà kia thì tương đối là lớn, nhà đây có 2.000 square feet, nhà kia có 6.000 square feet thôi. 6.000 square feet rộng quá, sao ở hết vậy? Mà nằm sát bên cái dòng sông nữa, bên trong phố nữa. Dạ. Cũng đẹp lắm. Mẹ đâu anh, chuyện đó, xong rồi. Thì bây giờ là đang buộc Covid, không có đi đâu được hết. Dạ. Hy vọng là khi mà Covid xong thì phải đi chợ tôi đi ao ở Galveston, Galveston thì thường chạy bên East Caribbean, ví dụ như Palau, Cancun, Freeport rồi nó lâu lâu thì bay qua Florida, đi qua Western Caribbean. Cách đây vài năm thì có dẫn đứa gái đi Âu Châu, trước khi mà nó nhập trường đó, trước khi nó ra trường ở bên Stanford, rồi trước khi nó nhập vô trường đại học bên đây thì dẫn nó đi cruise, để dẫn đi Europe khoảng chừng gần 2 tháng bên đó, gần cả hết mùa hè. Qua đó cũng có đi cruise từ Barcelona lên tới Italy. Một năm đó là anh đi anh bỏ ra bao nhiêu thời gian để anh đi du lịch? Wow, nhiều lắm, nhiều lắm, không, tại vì quá rảnh rỗi luôn mà phải không? Đúng rồi, mà tôi cũng còn đi đứng khỏe mạnh, ví dụ như là kỳ rồi đi qua Barcelona, đi lên Pompeii đó, có biết Pompeii không? Pompeii là tức là 1400 đó, cái này là cái núi lửa, mà có biết Barcelona là một những thành phố mà chắc là hiện đại của cái thời đó nữa. Thì tự nhiên có một hôm cái núi lửa nó phun ra, nó phun rất là nhanh. Thành nó giết hết cả toàn thể mọi người trong một, như là trong một tích tắc đó. Thành đi qua đó, đi lên cái ngọn núi đó, mình sẽ thấy có những cái di tích. Thí dụ như là con chó đứng sủa, nó đứng trong vị trí nó chết. Người đang làm việc cái gì, họ đứng trong vị trí thôi chết. Thì đi lên núi đó cũng tương đối nó cao. Thì mình còn khỏe mình lên được, nhiều người lên nửa đường thì cũng xuống luôn. Lê dữ vậy đó anh, chết hết nguyên một làng luôn đó hả? Ủa
chứ chết hết rồi. Tom Hanks là nổi tiếng ở Spain mà con. Chết hết là như vậy rồi, nhưng mà khi người ta chết là còn còn được hình tượng như vậy luôn sao? Thì khi mà núi lửa nó bung lên, có ash á, tức là cái tro mà nóng nó chụp vô người một cái, thì tức là tất cả những cái flesh á, và như là da thịt thì nó cháy hết thì lập tức, nhưng mà xương nó vẫn trong cái trạng thái mình đang ngồi. Ừ. Thì tức là họ đang ngồi, họ đang đứng, họ đang mua sắm, con chó đang sủa rồi đúng không, là nó vẫn là rõ ràng. Thì cả ngàn năm sau thì nhà khảo cứu mới bắt họ, mới bắt đầu họ đào lên lần, họ tìm lại được hết những di tích này, xong họ bỏ trong những bảo tàng viện ngay chỗ Pompeii Pasolini. Mình qua đó mình coi, không có không bị con quỷ gì hết. Wow. Cái bụi đó con, cái ash á, chụp xuống cái nó đốt hết thì nó bao bọc cái xương nó lại, cái nó thành cứng luôn. Bây giờ là anh muốn nhờ em tìm một người để cùng đi du lịch với anh đó phải không? Exactly. mà theo tôi nghĩ đó, tốt hơn hết thì người này phải trung niên chút xíu, không đừng có nên nhỏ lắm. Ví dụ 55 mà là 50 trở lên, hoặc tới 60 không nên nhỏ lắm. Đừng hy vọng đừng có vướng bận với gia đình. Khoảng 50 đi, 55 cũng hơi lớn rồi đó. 50 được rồi. Có thể mà tiến tới được thì không nên đi làm. Tại vì tôi nghĩ đó, thời buổi này không có đem tài lực hoặc là tiền bạc để mua hai cái việc mà nó rất là quan trọng, đó là cái thời gian. Không có tiền nào mua được thời gian và vượt sức khỏe. Thì nếu mà người phụ nữ này nên hiểu, thông cảm và biết cái giá trị của sức khỏe, thời gian, và nhất là giá trị của một người mà đã về hưu như tôi. Thì thí dụ mà họ quá trẻ, họ sẽ năng động đi làm, họ muốn kiếm tiền thêm. Mà tôi thì thời gian đó tôi sẽ ngồi tôi ngồi chờ thì cũng hơi thiệt thòi cho tôi. Thí dụ như tiền về hưu thì tương đối cũng dễ thở, tôi có thể lo lắng được. Tại vì tôi không phải về hưu cái chuyện mà an ninh xã hội như cô nghĩ. Tôi là về hưu cái diện mà tôi làm cho DOD, Department of Defense, trước năm 1981. Thì cái diện về hưu của tôi là 2% của một năm tôi làm. Để cái số tiền về hưu tôi cũng rất là dễ chịu. Và tôi đã có những cái phần về hưu mà riêng nữa, về hưu mà của private investment firm, thì tức là mỗi tháng tôi cũng có cái tiền điều đặn của những cái investment đó cho cả cuộc đời luôn. Thì em hỏi một câu này cũng hơi khó một chút. Thí dụ như anh nghĩ là anh không muốn người bạn đời của anh đi làm, tại vì anh muốn cùng đi du lịch, là cùng đi giải trí, thư giãn đó. Nhưng mà anh nghĩ cái tiền hưu của anh á là có đủ cô vợ cho cô vợ luôn không? Tại vì đi du lịch xong á thì còn phải cô vợ cuộc sống được mới thoải mái được, mới đi được chứ. Wow. Thôi ok, nói thiệt ha. Có nhiều người thì tức là bạn bè cỡ như tôi nè, thì họ được về hưu nhiều lắm, bây giờ cũng 64, 65 rồi, thì họ thường nói ôi anh về hưu được không, thì tôi cũng được. Tôi thì họ tò mò, họ muốn biết, họ muốn là tôi social security, thì tôi là người ở Mỹ thì bao nhiêu năm mà tôi chỉ còn lên mạng tôi biết liền, tôi cũng biết thì ông đó thì cũng tôi cũng được 1,000 mấy, 2,000. Nhưng mà tới khi họ ngược lại họ nói ra thì tức là họ cũng muốn biết mình. Mà mình nói ra thì sợ họ nói ông này coi như là nổi dữ quá. Nhưng mà mỗi người mỗi khác nhau, không có người nào giống nhau được hết. Đúng rồi, nhưng mà phải hiểu. Tại vì cái thời tôi là thời 35 mà tôi qua là tôi đi học xong tôi làm ngay lập tức cho Federal Government. Wow, đã khá là trường về hưu tôi đó thì một tháng là chính phủ trả tôi 5,000 đồng. Wow. Sau khi trừ thuế được 5,000, xong rồi investment của tôi đó, những cái pension mà retirement nó sẽ trả tôi tháng cũng cỡ gì, một tháng tôi có khoảng chừng 5 số, khoảng một tháng tôi gần trên 10,000 đồng tiền về hưu. Wow. Nói ra thế nào ta còn ném đá, nhưng
mà hy vọng người ta hiểu. À. Đại khái là gì nè, nếu mà những người nào đó họ biết đó, thì tức là bạn bè họ sẽ hỏi một người mà làm trước trước năm 1981 cho chính phủ liên bang đó thì cứ mỗi năm là 2%. Dạ. Tức là 30 năm tôi sẽ được 60%, là khá gì thôi. Thì nếu mà tôi làm 120 ngàn thì rất là dễ tính, một tháng này khoảng chừng 6 ngàn, trừ thuế ra còn 5 ngàn. Dạ. Đó là dễ. Không có gì mà giấu giếm được hết đó. Nếu mà người ta biết cái lịch sử mà việc làm của tôi. Yeah. Trong những thời gian đó thì tôi cũng có bỏ những trong cái private pension fund đó. Uh-huh. Thì bây giờ là lúc tôi sửa soạn tôi đã lấy ra thì tức là mỗi tháng tôi sẽ trả tiền cho tôi, cũng là một cái dạng hưu lương về hưu của một cái private pension fund. Nhà cửa thì dạng vậy thôi, nhà 66 thôi. Xong rồi tôi là một mechanical engineer thì tôi cũng tháo vát lắm, hầu hết tất cả những gì tôi cũng có thể làm được ấy. Chỉ có trừ cả là tôi vừa thay cái mái nhà đó. Tại từ 4 người mẹ, 5 người mẹ mà người nói 25 tuổi lực lượng, chứ còn mà máy lạnh máy nấu thì chứ không phải hấp đó. Thì đó nhiều khi tháo vát quá thì hàng xóm nó thấy mình cũng thích làm, thì nhiều khi họ máy lạnh nó hư họ qua nhờ họ coi sửa cho. Anh có điều kiện tốt như vậy á thì em nghĩ là không thiếu những người phụ nữ muốn làm bạn với anh. Nhưng mà lý do gì sao tới nay mà anh chưa có một người phụ nữ thứ hai? Cô thiệt là sao? Rất là tế nhị và rất là chính xác. Yeah. Mà rất là thật câu hỏi. Những câu hỏi này thì không có gì khó gì sao hết. Lý do đó là đứa con gái của tôi nó sắp sửa ra trường, mà từ khi mà ly dị đó tôi cũng có cái ý nguyện là tôi sẽ lo cho hết những đứa này, cho nó học ra trường. Khi nó ra trường tôi sẽ lập gia đình. Mà tụi nó thì thường nó học cũng hơi lâu, thằng nhỏ thằng lớn tôi học mười mấy năm, thằng nhỏ hai đứa nào cũng là bác sĩ hết. Bây giờ và tôi nguyện là tôi sẽ trả hết cái tiền học phí cho tụi nó, tức là xe cộ trường đi học y khoa là tôi sẽ trả hết, không có đứa nào ra trường mượn một đồng nào hết đó. Yeah. Thì những cái con nó học những cái giai đoạn khó khăn gì đó, tôi muốn là không có chi phối, tại nó sợ thì dù ba nó đập gia đình, xong rồi có một người gia đình mới, xong có con mới thì cũng không có, cũng như là không chăm sóc nó hơn. Ví dụ như là thành thử đúng, cô nói đúng, có những người tới với tôi cũng rất là trân trọng, tôi cũng rất là yêu thích. Nhưng mà cũng mình cũng nói thật vấn đề, thì có nhiều khi họ chờ đợi lâu quá họ thấy nản lòng, họ cũng họ từ từ họ cũng lạnh lắng lắng đi hết. Bây giờ thì còn có năm nữa rồi, biết rất là chính xác nó sẽ ra trường, và nó còn tuyên bố là nó ra trường nó lấy chồng luôn. Tới khi mà nghĩ mình sửa soạn rồi thì mình 64 tuổi thì cũng hơi lúng túng, cũng lo lo chút xíu chút chạc, không biết có cái bà nào ngoài đó còn thương được không. Cũng hơi trễ trễ rồi đúng không, 64 tuổi rồi. Quá trễ rồi. Vậy là tới bây giờ á, là anh cảm thấy là những cái nặng của anh, những cái mối lo toan của anh á, là anh không cần phải lo nữa. Đúng cho nên bây giờ anh phải lo cho bản thân mình phải không? Đúng rồi con. Dạ. Rồi các con của anh như thế nào, họ có ủng hộ khuyến khích anh đi thêm bước nữa không? Có mấy con đó hả? Dạ. Oh yeah, tụi nó là những đứa trẻ ở Mỹ, thành ra nó có thấy không, nó rất là thông cảm chuyện này. Thì thằng lớn thì nó nói mai mốt à, nó đang mua nhà, nó nói nó sẽ mua một cái condo, nó mua hai cái bên Cali, nó một cái một bên thì nó để cho ba nó, một cái bên thì nó ở, tại vì nó biết là tôi sẽ không bao giờ ở chung thì nó được hết đó, làm thì con, nhưng mà nó thôi, con làm chuyện gì làm chứ còn mà nói mà ba đỡ rằng con thì không có. Rồi có khi nào con anh đó nói thôi ba mẹ về ở chung với nhau đi không? Không, nó tôn trọng ý kiến của tôi, là thấy tôi cũng nó thấy tôi đời sống của tôi rất là nghiêm khắc trong cái tâm bản thân. Thí dụ như là tôi không hút thuốc, tôi không có rượu chè, tôi cũng không có cờ bạc, và nhất là có cái tính rằng là tôi không bao giờ mà
Thí dụ như là nói là đi massage nhưng mà không bao giờ tôi đi làm được hết á. Tại tôi rất là khó chịu nếu mà một người khác mà đụng tới thân thể tôi, trừ và hoặc là người yêu thôi. Nếu mà anh tìm một người người yêu cho anh á, anh chỉ cần người đó lớn tuổi chút thôi hả? Rồi vẻ bề ngoài như thế nào, rồi có cần phải biết nấu ăn ngon hay là gì không? Chắc phải nấu ăn ngon rồi phải không? Thôi thì người phụ nữ nó phải như là thứ nhất là phải hiểu cái hy vọng là lớn tuổi xíu, có thể đọc Phật thì càng tốt, rồi khỏe mạnh, cao chút xíu, đừng có phải dáng dấp cho nó nhẹ nhàng xíu rồi cao chút xíu mà, là cao khoảng bao nhiêu? Tôi thì 1m74. Anh cũng cao ha. Cao quá con. 1m74 và dáng dấp anh cũng nhẹ nhàng nữa, cho nên anh muốn người đó cũng dáng dấp nhẹ nhàng chút ha. Là cao nhiêu là nặng nhiêu. Xong rồi, nhưng mà điều quan trọng nhất là phải hiểu cái giá trị của cái cuộc sống của người retire, sống thai đó không? Nhiều rất là, có nhiều khi họ nghĩ rất là nhàm chán, thì công việc nó mỗi ngày như vậy. Nhưng mà cô biết không, bao nhiêu năm rồi làm việc để mà được cái sự nhàm chán này, tức là mình không còn vướng bận về tiền bạc hay là nhà cửa hay là con cái nữa, mình chỉ có mục đích là phải ráng mà kìm kẹp được cái thời gian cho đừng chạy nhanh quá, rồi phải trân dụng cái thời gian tối đa. Ví dụ như một ngày tôi đi bơi gần 3 tiếng đồng hồ là rất là nhiều. Bơi nhiều lắm, tôi rất là nhiều. Anh có 4 người bạn gái của anh mà phải biết bơi giống như anh không? Cũng có nhiều người họ tới với tôi thấy tôi bơi nhiều quá mà họ rất là sợ cái độ sâu đó. Nhưng mà từ từ họ cũng tập được hết à. Nhưng mà cô biết mà, thứ đây là cái chuyện tốt, và thứ hai nữa mà yêu lắm thì cỡ nào cũng làm được. Rồi thí dụ như một người muốn làm quen với anh đi, họ ở tiểu bang khác, họ muốn anh qua tiểu bang của họ, anh có đi không hay là anh muốn họ phải qua tiểu bang của anh? Cái đó thì tùy cơ ứng biến. Tôi cũng có nhiều khi cũng xâm thai, tôi cũng có nghĩ rằng là nhưng mấy lúc này có những cái nhà bên Cali nó thường thường nó hay gửi tôi lắm, tôi thấy cũng nóng ruột, cũng muốn qua đó coi, xong rồi để coi thì có thể thích ở đó. Có thằng bạn nó rủ tôi xuống Destin, Florida, biết là không, đi du lịch đó, thì cũng xuống đó tính coi, thấy đẹp lắm, thấy thích lắm, thấy cũng là gần muốn mua rồi, nhưng mà nghĩ Destin thì không có Việt Nam, ăn tô phở thì rất là khó, chỉ có được cái bãi biển đẹp thôi, để thôi bỏ Destin. Thì từ cái ý nghĩ đó thì thằng bạn tôi nó mua một cái condo ngay trên bãi biển. Cái condo nó thì khoảng nhìn có 1,200 square foot rồi, trên lầu 18. Nó thì bây giờ ông xuống đi, tôi mua rồi, ông mua một cái nữa, thì cái ngày 2 nó tương đối nó chậm. Chỉ vừa đại gia đình tôi xuống á thì phải ở đây chút xíu, xong rồi mướn chút xíu, thì nếu mà ông mua thì tôi lấy của ông tôi xài luôn. Cái tới lúc mà ông đưa gia đình tôi xuống thì ông lấy gia đình lấy hết của tôi xài. Tôi thấy ngày 2 cũng hơi nhỏ, tôi xuống đó tôi thấy được con cả cũng 2,000 2,400 là thấy thích lắm. Nhưng mà suy nghĩ là ăn uống khó quá đi, mình phải đâu có ăn nhà thường, phải đi ra mình ăn ngoài. Từ cái ý nghĩ đó có tính nghĩ đi qua Cali mua đó. Thì mấy hôm nay cũng có coi mà ở Huntington Beach. Nhưng mà nếu mà mua thì phải mua sát biển, chứ còn mua mà trong Orange County thì chắc không mua đâu, không cần thiết phải dừng đó. Thì mua thì phải mua trên cái Pacific Coast Highway đó, thì mình ngồi trong đó mình thấy được biển thì tốt hơn. Thì cũng nóng ruột lắm rồi đó, nhưng mà chưa suy nghĩ được. Tăng Phương Linh đó, đó là video đầu tiên đó tôi coi đó. Vậy hả? Mà cái video đó cũng mới đây thôi phải không? Dạ đúng rồi, video nó mới đây. Đó là cái đầu tiên đó. Vậy hả? Rồi mấy lúc này cũng coi thêm nữa, rồi cái ông bác sĩ nào. Tôi thấy có một cái, ok, cô rất là khéo. Tức là có những chuyện mà tương đối là hơi khó tin chứ cô cũng rất là dễ dãi, cô cũng tìm kiếm cách khéo léo.
thành thử thì một người như tôi đó phải không, thì để mà tránh trường hợp đó thì nếu mà cô hỏi cái gì, thí dụ như là cô hỏi là thí dụ tôi về hưu gì có đúng không, thì thí dụ như là đây là office tôi nè, để tôi cho cô coi nè nha. À, cô thấy không, đây là văn bằng về hưu của tôi. Văn bằng về hưu của anh hả? Đâu em không thấy văn bằng. Ủa chết cha, không thấy hả? How about this? Yeah, yeah, ta thấy. À, my certificate of services, tôi là chọn Nguyễn, yeah. 30 năm là làm việc. Yeah. Tôi về hưu ngày 31, năm 1211, của ông Trung tướng Nại Ẩm Ký. Còn này là văn bằng mà sau khi 30 năm, thì 30 năm tôi làm việc. Ché quá luôn, không tôi thấy luôn á. Chả quá, không thấy luôn. À. Thấy được chưa? Không thấy luôn, không thấy, chỉ no. Thấy cái hình trắng tươi thôi à. Ôi trời trời, ồ, còn cái này thấy chưa? Không thấy luôn. Không thấy luôn hả? Sorry, dạ. Wow. Tôi có thể chụp những cái này tôi gửi cho con. Dạ, rồi anh á, là anh coi video của chị Tăng Phương Linh nên anh quyết định gọi cho em đó phải không? Đó, dạ tôi thấy mừng. Thứ nhất là thấy cô khéo léo, thấy những công việc của cô đó làm thì rất là thành công đó. Thấy những người mà thật tới cô mà rất là thật chuyện này, thì những người thật thì dễ thành công lắm. Ý em muốn hỏi anh á là anh coi video của chị Phương Linh, thì trong video này á thì anh có muốn gửi gắm với chị Phương Linh hay không, hay là anh chỉ coi video đó là anh biết kênh của em rồi anh muốn đăng ký thôi, hay là anh có mến chị Phương Linh không? À, cái cô phụ nữ này tôi thấy rất là được nhiều điểm. Yeah. Điểm thứ nhất đó hả, là cô này hình như cô không có bao giờ cô nói tuổi với cô hết á, nhưng mà theo mà tôi suy nghĩ cô nói là cô thích những người đàn ông lớn tuổi phải ít nhất 57 trên 60 thì yeah. Chắc là cô này cũng phải là 50, phải 50 mấy rồi. Yeah. Đó, thứ nhất là cô thấy cũng là cô là trung niên rồi đó, cũng được. Yeah. Thứ hai nữa là cô này đã phong, cô này đã từng về Việt Nam xây cất chùa, xây cất miếu, xây cất tháp, thì đó là chuyện rất là tốt. À, rồi hả, thứ ba là cô này đã trải qua những cái sóng gió trong cuộc sống, nhưng mà tới khi mà nói chuyện về những chuyện này cô có vẻ như là xả bỏ, đúng không, không còn sân si, không còn có hờn giận nữa, thì đó là tốt. Và rồi 10 năm nữa sống độc thân á thì cũng là cả một thời gian dài để mà tâm tư nó lắng động xíu. Có điều rất hay thì dụ như là cô nói về cái cuộc tình của họ, xong rồi có những cái cơ hội để cô có thể là như là nói ra đó. Thì cô cũng không nói ra, tức là cô giữ lời hứa, và đây là những cái việc rất là quan trọng trong cuộc sống của họ, mà họ không có dùng những cái bằng cớ đó để mà confrontation với cái người bình thường. Thì cái là cái ra cô này cũng là rất là distant. Rồi con cũng lớn rồi đại khái bây giờ muốn trở thì hiểu được rằng là nếu mà mình làm neo nhiều quá thì social security mình thấp, thì cô bà đỡ lại hàng cô đi làm. Nhưng mà vấn đề đó thì đã tốt, vấn đề là những cái vấn đề mà cô nói tôi đều cảm thông, và tôi cũng có thể là thích được, không phải thích được, nhưng mà đại khái thì như cô sợ đó là cô ấy cô sợ thì như về hưu nếu mà làm neo nhiều quá thì không có được cái gì đó social security cao. Nhưng mà thí dụ như tôi thì dụ như là nếu mà tôi lớn tuổi thành, tức là tôi chết đi thì người hôn phú sẽ được 65%, thì cũng như là an ninh xã hội vậy thôi, 65-60%. Tức nếu mà tôi 5.000 thì cô đó sẽ được, nếu mà tôi chết đi cô sẽ được là 3.000. Yeah. Có một cái điều á rất là rõ là con của tôi nó không có nó đã có thành tài, nó có công việc riêng, nó cũng không có để ý tức là nó có quan tâm, ví dụ như là vấn đề inherent rồi nó. Rồi em hỏi anh Công nha. Ví dụ như là em gửi video này cho chị Phương Linh, nếu mà chị ok á, thì rất là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà chị cảm thấy không phù hợp á, thì anh có muốn làm quen với một người nào khác không? Hay là anh chỉ thích chị Phương Linh thôi? Không, tôi open. Tôi sẵn sàng để mà
tìm hiểu một người khác. Dạ. Không phải gì khó. Dạ. Tương đối thì cũng phải có cái tư tưởng hoặc là những cái gì đó, cái gì mà tôi đã nói rồi đó. Dạ. Tương đối lên. Dạ. Cảm ơn anh ha, nhưng mà em gửi một lời khen tới anh như thế này. Tuy là anh ở nhà một mình, người đàn ông độc thân đó, nhưng nhà cửa của anh trang trí rất là đẹp, rất là gọn gàng luôn đó. Mà không phải là người đàn ông nào cũng như vậy đâu nha. Oh really? Oh, yeah. Yeah. Thì thường thường tôi bỏ nhiều thời gian đi tập thể dục á, thì khi mà mình khỏe rồi thì những cái việc mà thường trong nhà thì cũng dễ dàng. Thứ hai tôi cũng thao bát lắm, tôi cũng những cái tủ rồi trong nhà là tôi đều đóng hết á. Dạ. Tôi đều đóng những cái tủ trong nhà, không phải mình thiếu tiền gì nhưng mà mình đóng nó cũng vui. Dạ. Có cái điều mấy lúc này thì cũng thấy cười lắm, mấy này có nhiều người họ qua cái chỗ cái tiểu bang này nè, những cái thành phố này họ xong thì họ tới đây, cũng có nhiều người bạn họ không có, họ tới đây là cô họ không có tủ này đó đó, tủ bàn ghế rồi đó, thì tôi đóng tủ lên bằng ghế xong tôi cho họ. Dạ. Tôi cũng bận rộn làm những việc đó là mình thích, mình vừa mình thích làm mà mình vừa lợi cho người ta nữa. Dạ. Một công hai chuyện cũng vui. Dạ. Em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay ha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho anh được một nửa yêu thương nha. Rồi anh có lời nào chào khán giả không anh? Ok, cảm ơn cô. Chúc cô thành công trong việc cô đang làm. Việc cô làm rất là ý nghĩa. Rõ ràng là đây là lần đầu tiên mà có thể là đây là cái bước bước mới của cái đời sống tôi. Thứ hai là tôi cũng trong cái đồng cảm này, tôi hy vọng tất cả những người tới với cô đều rất là thành thật, việc đúng phải nói cho đúng, cũng có, tới tuổi này cũng không nên khoe khoang gì cho lắm, nếu có thật thì nó thật. Và thứ hai nữa là cũng mong rằng là mọi người sẽ tìm được cái hạnh phúc mà cái nơi đầu tiên đó là bắt nguồn từ cái việc của cô làm. Yeah. Thôi thì chào tất cả, cảm ơn cô nhiều lắm. Yeah. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share, subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.